sử dụng nửa ký xương bò cho khoảng độ 10 tô phở. Nhưng mà mình không sử dụng xương bò, mình sử dụng đuôi bò. Đó, đuôi bò. Cho 10 phần nấu như vậy là khoảng độ 10 tô. Nếu mà ăn tiết kiệm khoảng độ 12 tô. Đường nướng nhặt đường nướng cắt bỏ những cái chỗ cháy đen. Nướng sơ sơ thôi nha. Nướng cho nó chín cái củ rừng lên thôi được rồi. Nhớ nha, hai củ hành đỏ, một củ hai củ gừng nướng cho nửa ký đuôi bò. Các bạn nấu để qua đêm tới sáng ăn ngon hơn nha, để vô đông đá hoặc là ngăn đá cho nó dịu xuống cái màu á. Ok, phở đuôi bò nấu á mọi người, là chừng nào thấy mấy cái cục đuôi mà ngắn 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 nó nổi lên mặt nước á là được nha, vớt đuôi ra nha, đừng để nó rụt rụt ăn không ngon đâu. Đuôi bò mắc tiền mà để nó rụt là mà ăn không ngon chút nào nữa. Rang gia vị nè, hồi nè, quế nè, đinh hương nè, thảo quả nè, hồi nè, quế nè, đinh hương nè, thảo quả có một cục rồi nha, nhiều quá nó thật, nó dậy mùi ghê lắm, hạt ngò, hạt me, ok. Gia vị xong bỏ vô nồi nước dùng, đầy đủ hồi, quế, đinh hương, thảo quả, hạt ngò, hạt me, ok, bỏ vô. Nãy có nói rồi, hai củ gừng bằng ba lóng tay, một củ hành đỏ, một củ hành trắng. Nếu mà ai không có hành đỏ chơi hành trắng được, nhưng mà tất cả đều phải nướng vàng, lọc vỏ bỏ vô. Đó, sau khi mà bỏ vô trong cái nồi nước dùng gia vị này nè, đảo nó, nhấn nó xuống nằm ở dưới, rồi dùng cái giá nào đó, nặng nặng ém nó xuống, đó cho nó đừng có bay lên. Nó đang nổi cho nó xuống nó gì đó. Bít đi đủ chưa ta? Còn nữa, cho thêm mấy miếng nạm bò ha, nạm bò nằm bên này, lựa miếng nào đẹp đẹp đó. Đây là nạm bò nằm đây. Nó thích. Tiêu chế nước phở vô đây. Rồi. Còn gầu tái ăn với lại rau rau ngổ với lại ngò gai. Súp với cần tây rồi, chủ yếu là mùi cần tây.
Không mềm độc hơn phở này á thanh không? Nó để có được cái độ trắng độ dẻo thì nó xử lý mà quá chất này kia. Ở có thời gian người ta đồn là bỏ phóc mơm vô á. Vẫn có tiền rồi bồi dưỡng đúng luôn chứ không có. Hồi nãy đem vô thùng khẩu trang vô cho bệnh viện Gondo rồi, đằng này nó đang xây bệnh viện giả chiến đó mẹ ơi. Ủa nhìn khoảng hồn mới vừa xong luôn. Anh tao vừa tới là mới vừa xong luôn. Ủa tiền quá đút vô lẳng nguyên thùng thùng N95 mềm của mình đưa vô luôn. Cái thùng mềm này cảm ơn quá trời. SCS cho luôn chứ mình xài nhiêu, còn mình còn một hộp đó đủ xài rồi. Cái này à? Cái này gì? Cái mềm với cái cứng mình đâu còn. Cho nó hả? Nó đó cũng tao đâu biết đâu, tao tưởng cái đó là bình thường ai à. Nó cũng là loại N95 luôn mà loại thường, loại mềm. Loại đó mềm, nó gớ đâu. Nó gọi là N95 shop cùng nó mấy trăm mừng quá trời. Tao mang thùng khẩu trang vô tao ra thôi được, tao mệt quá tụi bay ra tụi bay hút hết, tao lấy mấy cái thùng nước rửa tay vô luôn đi, lấy còn 3 thùng vô, mình còn thùng nằm đó đủ xài rồi, mình đủ xài nhiều không? Vui à. Có video á, lát mày cắt xuống mày bỏ. Quay live trên YouTube luôn á. Facebook.